Tâm lý học gia đình là gì? Sexton năm 2010 có gợi ý rằng chính không gian giữa mọi người cung cấp bối cảnh cần thiết để hiểu cách thức và lý do tại sao cá nhân, cặp đôi, gia đình suy nghĩ, cảm nhận và hành xử như cách họ làm. Cuộc cách mạng nhận thức luận chính là sự phát triển của nhận thức luận về mối quan hệ giữa một cá nhân với những người khác và với môi trường, khi so sánh với nhận thức luận truyền thống là nhận thức luận về cơ chế bên trong, về nhận thức, về tình cảm, về hành vi cá nhân. Đây là một cách thức hoàn toàn mới để thực hiện nghiên cứu và trị liệu. Vậy định thức, định nghĩa về nhận thức luận là gì? Nhận thức luận là nghiên cứu về tri thức. Cụ thể hơn, đó là mối quan tâm đến bản chất của tri thức và giới hạn của nó. Nhận thức luận của nhà tâm lý học gia đình thì khác với nhà tâm lý học chuyên nghiệp truyền thống. Nhận thức luận cốt lõi của tâm lý học gia đình là về một mô hình hệ thống mà từ đó đưa ra mô hình lý thuyết, thực hành lâm sàng, quan điểm hệ thống ghi nhận các mối quan hệ đang xen lẫn nhau giữa sinh học, tâm lý và xã hội, định nghĩa nên nhận thức cốt lõi của tâm lý học gia đình theo Nutt và Stanton năm 2008. Tâm lý học gia đình ngày nay là lĩnh vực tâm lý học ứng dụng chuyên biệt duy nhất, ổn định và trưởng thành, được thành lập dựa trên các nguyên tắc cốt lõi của tâm lý học. Tâm lý học gia đình là một cơ sở kiến thức toàn diện, bao gồm các nghiên cứu và lý thuyết, giải thích các quá trình và hoạt động của các cặp đôi, gia đình và cá nhân trong bối cảnh mối quan hệ theo nhiều cách khác nhau. Nhà tâm lý học gia đình là nhà tâm lý học hệ thống, đảm nhiệm tất cả các vai trò của nhà tâm lý học và thực hiện tất cả các chức năng của một nhà tâm lý học từ một quan điểm hệ thống duy nhất. Các nhà tâm lý học gia đình thường chúng ta sẽ thấy họ phối hợp làm việc với các trường học và các gia đình thành phần trong đó để giải quyết các vấn đề như bắt nạt, lạm dụng chất kích thích, các vấn đề chống đối, xung đột giữa giáo viên và học sinh, các vấn đề học tập hoặc xã hội và tâm lý. Và chúng ta cũng thấy các nhà tâm lý học gia đình làm việc trong các cơ sở pháp lý, cung cấp kiến thức chuyên môn tâm lý cho các tòa án gia đình, tòa án hình sự trong các vấn đề thuộc phạm vi và thẩm quyền. Chúng ta cũng thấy họ làm việc trong môi trường cộng đồng, chẳng hạn như các chương trình tư vấn về hiếp dâm hay ngược đãi, về bạo lực gia đình. Tâm lý gia đình cũng đóng góp một vai trò quan trọng tại các cơ sở y tế. Về tâm lý học gia đình thì có rất nhiều nhóm khách hàng và nhiều vấn đề lâm sàng. Các ca ví dụ như là các cá nhân gặp phải các vấn đề về mối quan hệ bắt nguồn từ quá trình chuyển đổi thế hệ, hoặc các cặp đôi và gia đình đang phải vật lộn với các vấn đề về hoạt động hàng ngày, lạm dụng chất kích thích, có sức khỏe tâm thần và hành vi của thanh thiếu niên. Các nhà tâm lý học gia đình điều trị cho các cá nhân và cặp đôi từ mọi nguồn gốc, địa vị xã hội cũng như cặp đôi truyền thống và phi truyền thống ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Nhà tâm lý học gia đình làm việc với các hệ thống lớn hơn như cộng đồng và tổ chức để giúp giải quyết các vấn đề trong hoạt động giao tiếp.